Xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Phúc An TV. Phúc An TV tiếp tục cập nhật thông tin vui về show diễn vào Tết Nguyên Đán của đàn gà con. Thì mới đây, sau khi cập nhật show diễn vào ngày giao thừa 30 tháng 12 tháng Chạp vào đêm giao thừa với sự xuất hiện của Tuyết Nhung và Thiên Ngân ở show tại Long An, đặc biệt là tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An, thì đài truyền hình tỉnh Long An sẽ phát trực tiếp chương trình này. Vì vậy cô chú anh chị hãy vào đài truyền hình Long An vào ngày mai từ lúc 9:45 chúng ta xem cho đến lúc 12 giờ, tức là 24 giờ đêm. Đến giờ bắn pháo hoa thì đây là một show diễn rất là tuyệt vời của Tuyết Nhung cùng với Thiên Ngân, cùng với Trường Sang, Yuno và Trường Huy, với rất là nhiều ca nghệ sĩ tham gia. Thì tiếp tục show diễn của Thiên Ngân cùng với Quỳnh Trang. Show diễn này diễn ra từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 9 với chủ đề chương trình ca nhạc hài kịch Mừng Xuân Giáp Thìn 2024 Xuân Họp Mặt sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 9. Và ban tổ chức cũng thông báo giá vé là 200.000 đồng. Có bán vé VIP và các ca sĩ diễn viên sẽ luân phiên nhau biểu diễn. Chương trình này diễn ra tại sân khấu Trống Đồng, 12B Cách Mạng Tháng 8, phường Bến Thành, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại hotline để cô chú anh chị có thể đặt mua vé xem chương trình này: 0903 362 868. Thì trong chương trình này, đàn gà con đó là Thiên Ngân cùng với Quỳnh Trang sẽ tham gia biểu diễn cùng với rất là nhiều ca nghệ sĩ hài kịch. MC dẫn chương trình đó là MC Diễm Quỳnh. Một số ca nghệ sĩ nổi tiếng như là Khánh Bình, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, ca sĩ Quách Tuấn Du, ca sĩ Lâm Hùng và rất là nhiều ca nghệ sĩ diễn viên hài kịch tham gia chương trình này. Thì cô chú anh chị thấy được Thiên Ngân có show biểu diễn rất là tuyệt vời. Tiếp nối với cái show diễn vào ngày 30 đêm giao thừa cùng với Tuyết Nhung, cùng với Trường Sang, Thiên Ngân và Juno, Trường Huy ở Long An thì tiếp tục có show của Thiên Ngân thì rất tuyệt vời, phải không cả nhà? Lịch diễn Tết của Quỳnh Trang thì theo thông báo của mẹ Quỳnh Trang là chị Thảo thì Tết này Quỳnh Trang chạy show liên tục, có nghĩa là Quỳnh Trang full lịch biểu diễn cho đến ngày rằm tháng giêng. Đó là một điều rất tuyệt vời so với hai em của mình, Thúy Nhung và Thiên Ngân. Thiên thần Bolero rất là nhiều lịch biểu diễn. Vì vậy, việc Thiên Ngân tiếp tục có show diễn trong chương trình ca nhạc hay kịch Mừng Xuân Giáp Thìn 2024 Xuân Họp Mặt, đó là một điều rất là tuyệt vời, phải không cả nhà? Và hiện tại thì Xuân Giáp Thìn sắp đến, chỉ còn một ngày nữa mà thôi. Thì hiện tại rất là nhiều cô chú anh chị đang xem lại cái ca khúc mà Tuyết Nhung thể hiện rất là tuyệt vời. Đó là cái ca khúc mà Tuyết Nhung thể hiện trong cái chương trình đó là chương trình Chào Năm Cũ Đón Năm Mới, một bài hát của Tuyết Dung thể hiện rất là tuyệt vời.
đó là bài hát thì thầm mùa xuân. Nhà nhà người người rộn ràng đón xuân, chúc cả nhà nghe nhạc thật là vui. Để nói về ca khúc mà Tuyết Nhung thể hiện bài hát thì thầm mùa xuân, một sáng tác của Ngọc Châu rất là tuyệt vời, trong cái chương trình mini show chào năm cũ đón năm mới, một bài hát mà Tuyết Nhung thể hiện rất là tuyệt vời. Ca khúc thì thầm mùa xuân này rất là nhiều cô chú anh chị đã ngợi khen và nói về ca khúc này, đó là bài hát này Tuyết Nhung hát hay, nhạc cũng hay, nhảy đẹp, đặc biệt là chào đón năm mới, năm Giáp Thìn 2024. Tuyết Nhung hát bài hát này nhạc sôi động, nghe rất là hay. Tuyết Nhung hát xuân hay, dễ thương quá. Tuyết Nhung mặc áo dài đỏ rất xinh đẹp, thấy cả mùa xuân rực rỡ. Tuyết Nhung và Trường Sang nhảy dễ thương quá. Hy vọng Tuyết Nhung và Trường Sang phát triển thêm nhiều màn trình diễn độc lạ, đáng yêu hơn nữa. Chúc hai con vui vẻ và đồng hành tạo thành thành công rực rỡ. Tuyết Nhung vừa hát vừa nhảy, Sang ra phụ nhảy, thấy rất là dễ thương. Bài này có Trường Sang cùng nhảy thì thật là xuất sắc. Tuyết Nhung rất có duyên với sân khấu, kết hợp với ca sĩ nào cũng đều nổi bật, nhất là với Sang. Còn bé kia hát cũng được. Mùa xuân rộn ràng, Tuyết Nhung hát hay tuyệt vời quá. Tuyết Nhung nhìn dễ thương, con hát nhạc trẻ vui quá, nói chuyện lại cưng xỉu. Giọng hát của Tuyết Nhung ngày càng ngọt ngào, y chang như mẹ Phi Nhung nè. Chị thích chiếc áo dài màu đỏ, xuất sắc, dễ thương nè em gái. Nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt để chuẩn bị cho các show diễn sắp tới nha. Xuân sắp đến rồi, con gái đang thì thầm mùa xuân. Con xinh đẹp, duyên dáng với trang phục áo dài màu đỏ của mùa xuân yêu thương, vui vẻ. Nhìn chung, con cười rạng rỡ trên sân khấu làm cho mọi người cũng vui theo con. Chúc con gái Tuyết Nhung ngày càng trưởng thành hơn, hát hay hơn, mọi người yêu thương con nhiều hơn, sức khỏe nhiều hơn, thành công hơn và tài lộc cũng trung thành với con nhiều hơn nhé Tuyết Nhung. Rất là tuyệt vời phải không cả nhà? Mùa xuân sắp đến, xuân Giáp Thìn 2024 chỉ còn một ngày nữa mà thôi. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe chia sẻ cùng với Phúc. Phúc chúc cô chú anh chị một mùa xuân mới thật nhiều hạnh phúc, bình an cũng như an khang, thịnh vượng, phát tài. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe chia sẻ cùng với Phúc. Hãy cho Phúc xin một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.